Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết. Không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môi-sen hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta đang cử hành thánh lễ Chúa Nhật tuần thứ hai mùa chay thánh. Và trong Chúa Nhật tuần thứ nhất, chúng ta nhớ lại bài tin mừng, sứ điệp lời Chúa của Chúa Nhật tuần thứ nhất mùa chay cho chúng ta thấy Đức Giêsu với thân phận con người, về nhân tính của Ngài, Ngài đã chịu những cơn cám dỗ. Và chính nhờ sức mạnh của lời Chúa, của chính Chúa, và Chúa đã vượt qua được những cơn cám dỗ ấy và chiến thắng. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay lại cho chúng ta nhìn thấy khía cạnh thần tính của Đức Giêsu. Đức Giêsu trước khi bước vào cuộc thương khó và để cho các môn đệ của Ngài hiểu được và giữ vững đức tin vào Ngài, thì Ngài hôm nay Ngài đưa các ông lên núi cao. Ở đó Ngài tỏ lộ dung nhan của Ngài. Dung nhan thần thiêng, thần tính của Ngài là ngôi lời Con Thiên Chúa cho các môn đệ, để rồi các ông sẽ hiểu rằng phải trải qua đau khổ, phải bước qua thập giá mới đi đến được vinh quang phục sinh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong bài đọc thứ nhất chúng ta thấy Abraham đã phải đối diện với thập giá của đời mình. Ông được Thiên Chúa mời gọi hãy đem đứa con trai độc nhất của mình mang lên núi để tế lễ cho Thiên Chúa. Thập giá đó đối với Abraham là quá lớn. Thế nhưng ông vẫn tin, ông vẫn xác tín rằng lời hứa của Thiên Chúa sẽ trở nên hiện thực nếu ông thực hiện điều Thiên Chúa mời gọi. Và ông đã đưa Isaac, con của mình, lên núi. Ông đã sát tế, thế nhưng Chúa đã đón nhận. Thiên Chúa đã nhìn thấy lòng của ngươi, và ngươi đã nhìn thấy lòng của ngươi, và ngươi đã không ngại dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta, thì giờ đây lời hứa của ta sẽ trở nên hiện thực nơi ngươi và nơi dòng dõi ngươi. Và ông được gọi là cha của những kẻ tin. Dòng giống của ông ngày hôm nay đông đảo như sao trời, như các bãi biển, đó là tất cả những người tin vào Đức Kitô. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thập giá đời của chúng ta ai cũng có. Mỗi gia đình đều có những thập giá riêng của đời mình. Có những gia đình tưởng chừng như thập giá rất nặng, và có nhiều người than rằng: Lạy Chúa ơi, thập giá của con nặng quá, Chúa trao cho con thánh giá bùn thì làm sao con vác được. Họ kéo lê thập giá đời mình cho đến chết. Thế nhưng trong hành trình thập giá ấy, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta nghiệm ra được rằng không phải mỗi người chúng ta vác thập giá một mình, nhưng chúng ta vác thập giá với chính Đức Kitô.
và Đức Kitô Con Thiên Chúa để hoàn tất công trình cứu độ của Ngài, Ngài đã phải vác thập giá đời mình cho đến đỉnh đồi Canvê. Và ở đó Ngài chịu treo trên thập giá. Và chính nơi thập giá ấy, tình yêu cứu độ, sự phục sinh vinh thắng đã được ban tặng cho nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta hiểu được điều này, để trong mọi hoàn cảnh khi chúng ta đối diện với thập giá của đời mình, chúng ta không vứt bỏ thập giá, chúng ta không trao thập giá mình cho người khác, chúng ta không dừa thập giá của mình cho người khác, để rồi thập giá ấy trở nên gánh nặng đè chết cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta tin rằng thập giá của đời chúng ta được nâng đỡ bởi chính Chúa Giêsu, Đấng đã vác thập giá của Ngài cho đến cùng. Và ở nơi thập giá ấy, Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta thực hiện điều đó trong mùa chay thánh này, để lời của Chúa Cha từ trong đám mây giúp cho mỗi người chúng ta kiên vững hơn trong hành trình cuộc đời chúng ta. Hãy vâng nghe lời của Đức Giêsu. Và khi chúng ta vâng nghe lời của Đức Giêsu thì hành trình thập giá của mỗi người chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, vì ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con. Amen.